khi mà đã lọc loại những thông tin kiểm chứng và những cái mà toa rập của một cái thế lực mà chống lại Việt Nam mình, thì nó có cái âm mưu và nó có đường đi nước bước rõ ràng, và những Dạ, cái rất là bài người mà bản. bà rất là bài bản đó, nó thẳng là vậy đó. Thì cái live hôm trước và cái live hôm kia gì đó của con thì bố lên đô của đó rồi, nhưng mà cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, cái vấn đề mà báo bẩn á, thì bố cũng đã nói rồi, thì tụi nó đè đầu bố ra nó chửi, thì hôm nay con bốt lên và bắt bốt bốt lên những cái tờ báo mà báo bẩn và những cái tờ báo mà nó không vì mục đích, vì cái mục đích mà coi như vì dân vì nước, mà nó vì cá nhân của nó, và nó vì nó có một cái sự coi như là kích động của thế lực bên ngoài làm cho những người kia nó sa ngã. Ở đây ta không gom chung nha, nói nhắc một lần nữa là ta không nói là cơ quan nhà nước, mà tao chỉ nói là có một số thành phần phản động len lỏi. Nhớ kỹ cái câu tao nói, chứ tao không có quy chụp, tao không có nói gì kiểu đó nha. Thì ở đây Dạ. nó đã bằng chứng là con đã đưa lên là nhà báo Nguyễn về Nguyễn Phạm gì đó, đã đi Đoan Trang Đoan rồi Trang, Bảo gì Hữu Châu, nói chung là tất tần Bảo tật rồi, Thi, Bảo nhiều Thi, Tuyết rất Diệu, đó. Phạm Chí Dũng, nhiều lắm, nói chung rất là nhiều. Bây giờ rồi có gì rồi mới mới có là Phương Phương Đỗ Phương Đô Phương gì đấy nữa nè, Phương đó Ngô. Phương Ngô đó, để rất là nhiều. Và cái điều đó nó minh chứng cái điều tao nói là đúng 100%, chứ nó không sai cái điều đó. Thì bố nói bố, nhưng cũng có những người mà thiếu sự hiểu biết và thiếu cái sự khách quan và chỉ cuồng về tao nói sao cho hiểu ta, có nghĩa là chửi bố rất là nhiều thậm tệ và quy chụp bố vào một cái tội đồ rất ư là mày biết sao không, mày biết là báo chí là cái gì của nhà nước là không này kia các cái kia, đè đầu đè cổ tao ra chửi te tua, mà mình chỉ buồn một cái Lòng điều rồi, nhổ lông mà rồi, rồi nói chung là vặt lông, chúng mày kêu chữ vặt lông cho nó cho nó hài hước một chút. Thì cái điều hôm nay cái live hôm nay thì con cũng đã đưa hết ra đó là minh chứng cái điều mà bố nói từ hồi xưa tới giờ. Không dám nói trúng 100% đâu, nhưng mà có cái điều là đã cái đường đi mà ta ngầm hiểu và ta soi, ta cảm thấy là hình như là nó đúng và hầu như là nó cũng là đúng theo tinh thần của tao thì thấy là đúng như vậy. Có nghĩa là ở đây nó cũng có những cái phần tử mà thiếu sự hiểu biết và thiếu sự nhạy bén và không có chín chắn trên cái vấn đề mày làm ổn định trật tự và giữ nước đi, nó cho nó gì cho đây mà hay, cái thời báo mà đáng coi thì không coi, mà chuyên môn đi coi những cái tờ báo mà nó xuyên tạc lợi thì kẻ địch nó lợi dụng cái sơ hở, cũng giống như con hồi nãy cũng nói đó, từ 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 Gia Lai từ Từ cái Bình gì Dương, từ từ Bình Bình Dương Dương. nó bỏ mẹ nó có mấy năm cây số, nó quất hết mấy bao nhiêu tiền gần cả triệu bạc rồi xong nó cho nó đi Dạ. bộ là thế tụi kia là thế. Nhưng mà tao nói là nha, cái mà xe mà chở tụi đi nó cũng nằm trong cái quy hoạch của nó, có cái là nó cho xe đó đủ giả bộ tới xe để làm cái thằng chở xe vừa có tiền mà là vừa đi ngắn một đoạn đường rồi xong thả cho Dạ. ta đi la thang lết hết về rồi bắt đầu nó đi rêu rao, cái đó là một là cũng nằm trong kế hoạch của tụi nó luôn, không chạy đâu cả Dạ. đó. Thì cái đó mình khoan nói tới mà mình nói cái vụ này nữa, thì bây giờ bố mới nói cái điều này là cái đó là một cái điều sai lầm. Ở đây nó có một cái tờ báo mới đánh cô, mà cái tờ báo này là tao tao phải công nhận là cái tờ báo này nó thuộc về cái dạng giống như kiểu như là cũng là báo 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 mới là báo chính thống mà của nhà nước phải không. Dạ. Đây Dạ. cho tụi mày coi, thấy chưa, 157.088 người từ vùng dịch trở về địa phương là hơn 1.000 ca dương tính. Đây cái này mới là đang nói, mà thấy chưa, thì báo đăng đàng hoàng nha, không phải là tao nói nha, ở đây báo đăng đàng hoàng nha đó. Và tao tin tưởng cái báo này, tao tin rồi bắt đầu tao mới nói tiếp nè. Con bây giờ con mới thấy cái sự mà cái người dân mà vô tổ chức tự động đi về không, Đã tác bây hại. giờ cái sự tác hại mà đi về đây đây nè. Thứ nhất về gia đình không cách ly, bây giờ bắt đầu mình bắt đầu rồi nha, bắt đầu mới là thảm họa nè, lây cho cha nè, lây cho mẹ nè, lây cho vợ nè, lây cho con nè, mà mình nhớ không phải là một, rõ ràng người ta đã kiểm 1.000 ca dương tính. Đây là cái hậu quả của cái sự mình nói cho nó cái nó có giống như kiểu như là chút bất tuân thượng lệnh, có nghĩa là gì, là người Bất ta đã tuân dân sự. khuyên bà người ta Dạ. đã khuyên nên ở lại để kiểm tra kiểm dịch test các cái để mà
Ta nói chuyện đói thì không đói rồi, đói tao nói mày rồi, gạo không thể nào đói được. Nhưng mà tao nói cho mày nghe, không nghe, nhất định là không nghe. Còn đốt nhang lá giái lại rượu má ba hùng tứ phía kia lái giái với công an rượu để thông chốt thì về, đúng không? Đó, nhưng mà không nghĩ tới cái hậu quả. Thì bây giờ cái hậu quả nó sắp sửa tới rồi. Bây giờ ta đây mới là cái điều lo, đây mới là cái điều lo. Chứ còn cái kia bây giờ đã về rồi, đã qua rồi thì mình không còn trách móc nữa, mình cũng không nói được chuyện đó nữa. Nhưng mà bây giờ mình cái hậu quả của cái hậu mà cái bằng là để bỏ thành phố Hồ Chí Minh đi về gì đó. Đây nè, đây mới là chết người nè. Và cái này nếu mà ở địa phương đó mà không cao tay y tế, đó là cái y tế vùng quê thì làm sao bằng y tế của thành phố Hồ Chí Minh được? Đúng rồi không? Chắc chắn là không bằng được rồi. Rồi lại bắt đầu hấp hối, rồi bắt đầu phải cần máy thở, rồi bắt đầu là phải đai bắt tử vong. Và cái kia này mình phải hiểu cái bệnh này là cái bệnh lây nhiễm. Nó không có đơn giản như cái bệnh sốt rét hay là bệnh gì kia không. Bệnh này bệnh lây nhiễm. Rồi đi qua đường không khí, anh đi ra, anh đi gặp đó là đã không biết ai là ai. Anh chỉ cần rờ mó, hoặc là anh chỉ cần rờ mó chỗ nào mà người bệnh đã vừa đi qua mà bóc đó là anh đã dính rồi. Cái điều rất là nguy hiểm. Ta rất phiền và rất buồn vì có những người không có sự hiểu biết mà nhất định để mà về quê, không nghe lời chỉ thị của nhà nước mà đi về quê, làm cho những cảnh này thành thảm họa mới. Đây là thảm họa mới. Đúng rồi bố. Tôi thấy rõ ràng không? Cái điều đó là cái điều tôi nói rõ ràng, tôi nói không? Cái mà bỏ Việt Nam, bỏ thành phố Hồ Chí Minh đi về, tao không nói, tao không nói nữa là bởi vì nó qua rồi, tao không nói nữa. Bởi vì nói gì thì nói thì người ta đi về mẹ rồi. Mà thấy không bà, nhưng ý tôi muốn nhắc lại đó, để lột trần cái bản chất của sự việc. Ở đây tự nhiên khơi tao mời bảo đảm mày là không, tự nhiên không có người ta không có khơi nguồn kém gì đâu. Phải có một sự kích động, phải có một cái thằng tổ chức và một cái thằng mình tuyên truyền. Nó ngấm ngầm từ trước. Nó ngấm ngầm ở trong đó, mày không về đi, rượu má đi mấy bốn này kia đó. Đúng rồi. Nói chung là tất tần tật. Có nghĩa là nó phao tin ra, nó làm đủ trò lên. Đó, để làm chi? Để kích động người dân. Người dân mới bùng phát như vậy. Nhưng mà bây giờ nhà nước đứng trên mỗi cương vị, có nghĩa là gì? Chuyện nó đã rồi. Bây giờ không cho về thì không được. Mẹ cấn là con dạy cái mang mà. Con dạy cái mang. Đó, dạ. đúng vậy. Khổ vậy. Vì chỗ đó nhà nước rất là khổ tâm, nhưng mà phải cắn răng chịu. Tức như là bây giờ ta mới thấy cái kiểu là cái khổ của nhà nước. Dạ. Mà mình người là khuyên can bảo ban, giống như đòi gọi là con dân mà lại họ là không nghe, mà đi nghe toàn là cái thứ phản động. Và cái hậu quả đó là chính cái người nghe theo đó, chứ đâu phải là nhà nước đâu có nghe, đâu có bơn bỉ đâu. Có nghĩa là cái người đó để mà bệnh ép ôi về trong gia đình mình, rồi cha tử, con tử chết, bắt đầu từ đó, đó lại đổ thừa nữa. Thấy không? Đổ thừa, đâu ra về quê nhà nước, đâu có lo gì đâu, đâu có gì, đâu có ủng hộ, đâu có gì. Đồ la bắt đầu bao nhiêu chuyện nó lại đầu, nó bắt lại đổ thừa, nó họ đổ tin thừa mà, nó đổ thừa. Cho nên vì đó, thấy chưa? Con gà chết nó còn đổ thừa cho nước được. Nói chung là cái gì đúng không? Bây giờ tụi này nó rất là ác độc. Mà bây giờ, tôi nói bạn nghe bây giờ thì không biết là bao nhiêu người để thức tỉnh để mà hiểu được cái điều vấn đề đó. Tao nghĩ chắc cũng hiếm thôi đó. Bởi vì lỡ về rồi có nhiều thằng vô rừng ăn nhậu bằng trốn mà cách ly đó bà, đủ về đi quê mừng quá, rồi giết gà giết đồ cha mẹ con cái bay qua. Nhưng cái đâu có biết là cái mầm bệnh lúc đầu nó sẽ tác hại và nó sẽ lây qua cả gia đình của họ. Và cái vùng quê bây giờ nó không còn yên tĩnh nữa. Và sẽ có những người hấp hối nữa, và có những ca điều trị, và có những người thở máy thở nữa. Tao coi thằng Nguyễn Huân nó mới tạo cập nhật là bây giờ ở đâu ta, ở Sóc Trăng hả? Hiện giờ đang cần 500 cái máy thở. Rất là tội nghiệp. Có nghĩa là hiện giờ đã gọi là đi cần máy thở rồi, thấy chưa? Bến Tre nữa, Bến Tre cũng đang cần. Đang cần, thấy chưa? Còn cái yêu cầu ở thành phố chứ mình phải giúp đỡ họ để về các tỉnh để trợ cấp máy thở rồi oxy đủ thứ. Trời ơi, ta thấy rõ ràng không? Đó là một cái tác hại của một cái sự vô kỷ luật. Mà mình nói thì chúng mới chửi.
Ý cái mục Không đích có của tụi nó thể. chửi là tụi nó muốn dập tắt cái tiếng nói của những người mà có tinh Ờ, thần qua nay mà qua năm em mà mấy bữa nay bố rất là buồn, bố rất là buồn, bố tính nó thôi kệ mẹ tụi bay, muốn làm người ta khỏi lên thôi sức tụi đâu bay buồn cái đám đó làm gì. à, có nghĩa là gì à, cái Mình đầu buồn là óc mình họ trúng ý đi đồ của nó. Đúng có không? nghĩa là Bố mà buồn là bố thì trúng ý đồ của nó rồi còn gì nữa, là nó thành công vì mình nói thật mà nó lại không nghe, á. mà giải thích rõ ràng mà đã cái đám phản động á mà nó chửi bố á, thì bố buồn, nhưng ngược lại những người dân trong nước cũng một thời cờ gì đó cờ đỏ búa liềm gì đó đại kháng, tao nói là cờ đỏ búa liềm mẹ gì đâu trời, tao đâu có dính đâu đó. Đủ bác tao đi quơ tao vào, nhưng mà mình nghĩ là họ cùng chung chí hướng với mình, đã từng uống một ly cà phê, đã từng ngồi ăn uống Quý một nhau bữa cơm là thôi, quý quý nhau nhau ngủ rồi, đi cà phê bình thường. không bây giờ trả mặt nó chửi tao luôn, đủ bác Ừ, nó chửi tao luôn, mày nghĩ mà coi nghe, tao cũng ôm đầu tao nói đủ cho kỳ vậy ta, đủ mà có gì sai, dù mày mày có gì sai đủ mà đâu có gì sai đâu, đủ bây giờ sao nó chửi, đủ bác nhức đầu luôn, tao cũng nhức đầu luôn, thôi kệ chuyện đó thiệt, bây giờ tao cũng vờ đi, tao cũng không nói được một cái điều à, con thấy rõ ràng bố đã tiên đoán và bố đã từ lường trước cái sự việc mà bây giờ nó xảy ra y chang luôn, con thấy rõ ràng không, cái sự Yeah. tác hại của cái hậu mà bỏ phố về 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 quê, bây giờ bắt đầu về quê mới là náo nhiệt đó, mình thấy rõ ràng báo đang rồi đó, 180 mấy ngàn, 158.088 người về về quê ngay bây giờ đã có 1.000 ca dương tính F0, có thấy lạnh Yeah. lùng chưa, mà một người F0 như vậy nó có thể lây hàng ngàn người, tại vì tao nói chuyện với mày tay bắt mặt mừng ok về khỏe không hay rồi, ê chị nó qua tao chỗ nghe rồi, xong rồi nguyên bằng dính luôn rồi, thằng bạn dính nó đủ nó lại dính khác, tiếp tục dính tiếp tục dính tiếp tục, Rồi. thấy chưa, đó là cái sự tắt đây, bây giờ là nước mày lại khổ hơn nữa nè, khổ nữa nè, bây giờ thì tất cả những cái bộ đoàn yêu bộ y tế là bắt đầu phải là xung phong lại bổ sung thêm người lại đi xuống cái chỗ đó nữa, đi gì về quê nữa, mẹ mày đi xong rồi về mày báo tao tao cũng phải đi theo mày, tao chết mẹ rồi luôn, thấy chưa, mà thấy chưa, mà cái điều đó không ai muốn, cái điều đó nhà nước mình không ai muốn, mà tất cả tao nghĩ là người dân cũng không ai muốn, không ai muốn đất nước bị bệnh hoạn cả, nhưng mà chỉ có một số phần tử làm cho hiện giờ nó thành ra như vậy, rất là buồn, đó là cái vấn đề coi như là đó là cái vấn đề coi như bệnh dịch mà có những người bỏ phố bỏ thành phố Hồ Chí Minh mà về quê đó, giờ ta cũng đã có nói rồi, tại vì ta không nói nữa, xoay qua cái vấn đề báo chí, thì ta nói mày cũng đã nói rất là nhiều lần rồi, và có những nhà báo bẩn mà nằm trong hệ thống chính thống nha, chứ cho ta không nói báo đã cải, báo đã cải báo ba cái bằng YouTube là ta không nói đủ, ta đã từng nói mày rồi mà nó đưa lên bằng bổ rồi cho đủ lại ăn xong chết đủ cho lại xong muốn chết chết muốn sống sống đủ chị, tao không nói là bởi nó vô nước Mỹ nó tào lao hết mức rồi, nó coi thuộc cái gì mà tào lao dễ đất rồi, ở đây tôi nhắc lại một lần nữa, ở đây có những cái nguồn tin và có những cái mà ở nhà nước đã lên án đã khai trừ đã giam lỏng đã bị bắt Đã xử là lý cái hết rồi. sao là xử lý là nhà báo, Đúng rồi. Những phóng chứ viên đó, không những phải phóng là viên. phóng viên, chứ không phải là đủ mà là không phải tao hay là mày, không phải là người dân đen, cái điều đó nói là cái gì, tao nói sự thật và có tương Có cứt cơ sở, có tức cơ là nó sở có có giấy cơ tờ, mẹ bà nó cái đè đầu tao nó chữ hoài đồ thứ khốn chỉ nạn, có một cái chỉ có một cái là lẽ chưa chưa mực khổ tôi nói thiệt lần là đủ, bởi vậy nghĩ sao vậy, mình nói sẽ sự thật để cho mình nói sự thật để cho những người dân của mình để tìm những cái thông tin chính thống để mà đọc, chứ không đọc báo lá cải ai cũng biết là ở Mỹ này cũng có phát news, ở Việt Nam cũng có phát news, nhưng mà đúng ta rồi, không nghĩ đâu nó cũng phát có. news đâu cũng có cả, nhưng mà cứ ăn thua người dân của mình nó có biết lựa lọc thông tin để mà đọc hay là không, mình thấy rõ ràng không, tới bây giờ mà đủ mấy cái con mà truy không phải cái gì Phương Trinh nó còn nói đủ ăn đi ăn cái con đĩa ăn cái con dung đất đủ trị bệnh Covid tụ mà nghe thấy ghê luôn quá, vậy mà nó cũng tin, nó khó thờ tao nó thiệt mày mới chán thiệt mày. Nhưng mà nếu mà không có cái tờ những cái tờ báo mà lá cải, những cái tờ báo cà chớn, những cái tờ báo mà đụng như vậy thì tao hỏi mày cái sự tác hại nó rất là kinh khủng rồi, bởi vì thiệt mày, bởi vì tao với mày nói mà tao nhắc đi mà lại cao với mày nói cao lắm, ở trong này là như có 14 người nghe thôi, trong khi đó một cái tờ báo như tờ báo Công Luận nè,
tờ báo như là lại khác gì tờ báo Nhân Dân à, tờ báo là Hải Thanh Niên à, đủ khi phát hành ra cả hàng triệu triệu người coi. Dạ. Nó tác hại vô cùng. Nhưng mà mình nói là thì nó chửi mình à, đủ nó kỳ vậy đó, tao không biết đâu, tao căm căm tụm qua đây nhưng mà tao tức là tao không biết nói gì sao, thôi kệ mẹ, có nhiều người nói thôi, bỏ, rồ bỏ đi, bởi vì cái buồn cười chứ. Thì bố rồi bố nói ra cái tâm mình bây giờ mình chủ chủ tâm, tức là mình cái chủ đích của mình là mình đi cái hậu mà đi về quê, hậu về quê hiện giờ nhà nước mình mới là chết. Cái điều này là cái điều rất ư là mình phải nói là cái điều này thì sao ta cho nó có nghĩa là cái này mới là ghê gớm nè. 1000 ca FO mà nó F0 á, mà bây giờ hiện giờ bây giờ Việt Nam mà không ở dưới quê thì đương nhiên phương tiện y tế chắc chắn là không đủ, mà nó sẽ lây, nó sẽ làm đủ trò trên đó, cái đó những điều đó làm nhà nước mình lại mệt nữa. Đồng ý nó rốt cuộc rồi sau này nó cũng sẽ tạm yên và nó tạm ổn thôi, nhưng mà hao mòn sức lực là tiền của bỏ ra là nhân mệt mỏi sự, là mệt mỏi là cái thấy rõ ràng không, chỉ có một chút chỉ có một phút nông nổi thôi mà nó làm hại cả một cái vấn đề rồi, tài chánh ngân sách nhà nước sẽ đổ vào trong đó. Mình thấy rõ ràng cái gì là không tiền, mình thấy cái gì mà không tiền. Rốt cuộc lại thì chúng ta bây giờ đang soi vào và là nói làm sao để cho hiểu là hiện giờ cái người dân đã về dưới đó rồi thì phải làm sao ngăn chặn được cái F0 đó để mà nó lây nhiễm. Ví dụ như phải tự cách ly hoặc là trình báo y tế, phải làm như cách đó, test mỗi ngày hay sao đó để cho chứng tỏ là mình không có bệnh, bởi đó là cái mạng sống của mình. Yeah. Nếu mình không bị thì mình không lây cho người thân, mà nếu mình bị F0 mình là chết mẹ rồi, bám qua đây tao ăn nhậu lá lả hùng binh với bạn bè với gia đình rồi là chết. Như ở đây bố nói có thật, thứ nhất là những cái bài báo gọi là lòn lách và đó đã có những người báo bẩn đi rồi, có thật. Cái thứ hai nữa là những cái sự mà coi như tự tung tự tác để mà đi về quê, bây giờ nó tác hại đến như vậy, đó là có báo mới kiểm chứng đàng hoàng nha, một càng FCO FO rồi, cái điều đó có thật. Cái gì ta nói là có thật cái trơn á, có cơ sở chứ không phải nói suông. Thế mà nở là một lần nó đè tao ra, nó nhổ tóc ê quên, nó nhổ nó chửi tao lại tao bái luôn. Đồ có nhiều thằng được khổ luôn. Thì thôi bố lên bố nói vậy thôi, có gì nữa, tại bữa nay tao mày thấy mày ra sớm mà tao vô vậy là vui, mai mốt mày ra giờ này ok, là tại vì tao không có cần giờ bố đi làm. Tao nhắc lại là ở đây là bố phụ cho con nhỏ gái thôi, chừng nào nó kiếm được người thì bố nghỉ. Tại vì đây cuộc kêu bằng là không có chó bắt mèo ăn cứt thôi, chứ thật chất là thì bố không phải muốn làm đâu. Chứ bây giờ không có ai không lẽ bỏ nhà, nên là điều đó là phải làm thôi. Ok, tới 11-12 giờ ta là phải chuẩn bị tới đi, cho nên mày bởi sớm tao mừng lắm, có gì mình giao lưu với con cháu. Thứ hai nữa là mình biết cái thông tin gì tụi nói, mà tao cũng xin nói từ nào tao nói bậy thì tụi bay chửi thì đúng, tao nói đúng mà tụi bay cũng chửi nữa, tao cũng lại đây luôn. Ok thì bố xuống, chừng nào có gì vui vui bố lên lại, tao đi hút bụi nhà. Ok nghe rồi, cảm ơn chú em rồi.